Chào mọi người, mình là Linh. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người review lại đề số 35, phần đọc hiểu. Đầu tiên thì ở trong câu 1 và 2 này thì nhiệm vụ của chúng ta đấy là tìm ra cái đáp án đúng về phần ngữ pháp. Để làm được bài thi này thì phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đọc cái phần đáp án trước, sau đó thì sẽ so sánh lên trên cái phần câu hỏi. Đầu tiên thì là câu số 1 là mộc tuần chi. Mộc tuần chi đây là tuần chi, đây là chúng ta thấy là gì ạ? Là dù và dù đúng không ạ? Mộc tuần chi là dù ăn đúng không ạ? Cái thứ hai là mộc cầu na. Mộc cầu na ở đây là gì ạ? Là hoặc. Ở đây thì ta sẽ có là gì ạ? Hoặc ăn. Ở câu số 3 đó là gì ạ? Mộc cô na so. Thì cái ngữ pháp cô na so này thì là ngữ pháp ngay sau khi. Ở câu số 4 nữa, mộc tha pô miên thì là gì ạ? Nếu tiếp tục ăn thì như thế nào đó nữa. Và chúng ta sẽ quay trở lên cái phần câu hỏi của chúng ta là gì ạ? Ở trên nương chinh khu tuần qua cả chi chấm xin mừng paro thô sơ qua nè cả ta. À, ngày hôm qua thì sau cái bữa ăn sáng thì tôi và những cái người bạn thì đã gì ạ? Đã ngay lập tức lên thư viện. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đáp án của chúng ta ở đây chính là đáp án số 3, là ngay sau khi ăn xong nữa. Thì ngay sau khi ăn xong thì tôi và những người bạn thì đã lên thư viện. Ở câu số 2 thì chúng ta cũng sẽ đọc phần đáp án trước. Đáp án tiên là gì ạ? Chào tờ ni là vì tìm. Đáp án thứ hai là gì ạ? Chà cư rô miên là gì ạ? Miên đây là nếu rồi đúng không ạ? Là gì ạ? Nếu muốn tìm nữa. Đáp án thứ ba gì ạ? Cu ha torok là gì ạ? Là để tìm. Và đáp án thứ tư đấy là gì ạ? Cu ha nư là cô là gì ạ? Vì mãi tìm nữa. Thì ở đây là gì ạ? Isa kan chipun pang hak te chom papatso papata. Thì vì gì ạ? Vì mãi tìm cái phòng trọ đúng không ạ? Nên là vào cái kỳ nghỉ hè tôi đã bận một chút. Và cái đáp án của trong câu này thì gì ạ? Là chính là câu số 4. Thường là cái nghĩa như là cô đấy ạ? Thì là chỉ ra một cái nguyên nhân nó cái lý do và nguyên nhân là không tốt. Sang đến câu số 3 và câu số 4 thì chúng ta sẽ phải tìm một cái phần ngữ pháp mà nó tương đồng với phần ngữ pháp trong cái phần gạch chân. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ đọc trước bốn cái đáp án gì ạ? Số 1 là nan man cụm. Số 2 ạ? Nan ka qua. Số 3 là gì ạ? Nanun thero. Số 4 là nanun tesine. Thì tesine thì chúng ta ngay lập tức đã có thể nhận ra ngay đó là gì ạ? Cấu trúc thay vì. Cấu trúc gì ạ? Nun thero là gì ạ? Ngay sau khi ạ. Và cấu trúc gì ạ? Nan qua là gì ạ? À, cố gắng làm cái gì đó nhưng mà cũng không hoàn thành được. Và cấu trúc gì ạ? Nan man cum thì là giống như ạ. Thì đây chính là cái đáp án của câu số 3 này, chống tro. Và phần dịch của nó là gì ạ? Xem buổi công diễn tối qua thì tôi đã cảm thấy gì ạ? Rất là cảm động đến mức là rơi cả nước mắt. Ở câu số 4 này thì số đầu phần đầu tiên là gì ạ? Là sai phun qua ha ta. Phun qua ở đây thì là một cái từ Hán Việt đấy ạ, là gì ạ? Không quá đúng không ạ? Số 2 ạ, sai ramen chốt kết tả. À, nếu mà là cái quan hệ thì tốt. Số 3 là gì ạ? Sai
Inchito, Morunda, không biết. Đúng không? Câu số 4 là Sai, Raku, Punsu, Opta. Không thể là quan hệ. Thứ Saramun, Oret Tongan, Anko Chinesiman, Chichang, Tongrio, Sairun, Punita. Thì hai người thì đã biết nhau từ lâu rồi, nhưng mà cái quan hệ của họ thì chỉ là gì nữa, chỉ là chiếc trang trù, nghĩa là cái quan hệ đồng nghiệp thôi. Như vậy là gì ạ? Thì cái đáp án của câu này chính là câu số 4, là gì ạ? Chỉ là quan hệ thôi. Từ câu số 5 đến câu số 8 thì chúng ta sẽ chọn chủ yếu là phần từ vựng. Chúng ta sẽ đọc cái phần ở trên và sau đó thì xem là cái chủ đề của cái câu nói đó nó là thuộc về cái lĩnh vực nào ở trong các cái từ phía dưới. Thì chúng ta có ở đây là gì ạ? Shinmun, Shinmun là báo chí đúng không ạ? Sachon, từ điển. CK, cái đồng hồ. Và gì ạ? Hyunpin là cái bút chì. Nanmata, mỗi ngày đúng không ạ? Seroun, xe sang, ưng, ích ngân tả. Xe sang ưng, bố ưng, à, ở đây ta có thấy gì từ điển ạ? Chính là ích ngân tả đúng không ạ? Gì ạ? Là đọc cái thế giới mỗi ngày. Và gì ạ? Và cái con mắt thì nhìn ra thế giới. Thế thì đáp án đây là gì ạ? Chính là Shinmun, báo chí. Ở đây những từ như là sa trơn này, si kê và yên pin thì gần như không không có ý nghĩa liên quan. Ở câu số 6, chúng ta có lần lượt các đáp án là gì ạ? Pyeongwon là Pyeongwon đây là bệnh viện, còn đây là Hakwon là học viện. Và gì ạ? Panmunkwan là bảo tàng và Daesakwan là đại sứ quán. Thế thì câu đầu tiên là gì? Apuseo. À, ngay đến từ Apuseo là đau thì chúng ta đã có thể hình dung đây là gì ạ? À, khả năng cao nó đã là phía nguồn là bệnh viện đúng không ạ? Chấm chi ma seo là đừng cố chịu đựng đúng không ạ? Santa Putor là tư vấn này. Susun cá chi chín chơn à kì Toa Trikesmida. À, chúng tôi sẽ giúp đỡ một cái cách thân thiện từ cái việc là gì ạ? Tư vấn này cho đến cái việc là phẫu thuật. Thế thì đáp án ở đây chính là gì ạ? Chính là Pyeongwon là bệnh viện. Ok, đến câu số 7. Chúng ta sẽ thấy các từ như sau gì ạ? À, từ Hoan Kiêng Pô Hồ là gì ạ? Pô Hồ là bảo bảo hộ vậy ạ. Pô Hồ bảo hộ, bảo vệ. Hoan Kiêng là môi trường. À, không ngôn số kè là giới thiệu về cái công viên. Nancy chồng pô là thông tin thời tiết. Và giới hàng kế hoạch đi du lịch đúng không? Thế thì ở đây đã có từ là gì để từ sum. Sum đây là rừng rồi đúng không ạ? Như vậy là có thể là đã có một cái gợi ý, có thể là gì ạ? Về về Hoan Kiêng hoặc là về 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 Dương Heng nữa cũng có thể. Nhưng mà gì ạ? Ở đây là gì ạ? À, gió thì gió mát thổi từ rừng này. Các cái gì ạ? Động vật ạ? Thumun thì sống ở trong rừng. Và gì ạ? À, nếu không có cái rừng này thì tất cả mọi thứ thì đều không có. À, như vậy là cái nội dung truyền tải trong cái đoạn này thì đấy chính là gì ạ? Chính là khái niệm về bảo vệ môi trường. Câu đáp án sẽ là câu số 1. Ở đây thì là gì ạ? Cái câu này thì rất hay gây ra nhầm lẫn đấy. Vì hầu hết các cái từ gợi ý thường là gì ạ? Liên quan đến cái như là sampum này hoặc là gì ạ? Các cái địa sa dông pham phớp nữa, nên là chúng ta cần phải đọc kỹ
đây đi ạ, cung kim hà xin cho mẹ sơn hoa trang phục hôm bê chi à cô khác kê si phiền nè nam nữ chu xếp xỉu ở sam ta quân là địa nhân viên tư vấn luôn, thì gọi điện đến thông qua cái số điện thoại này thì điện cung cơm hà xin chó mê là cả những cái điều tò mò đó, cung cơm hà tà thì hãy để lại tại cái địa cái mục khách hàng này. Thế thì ở đây là địa mua chip anh thì chắc chắn là không phải rồi, hướng dẫn sản phẩm thì cũng 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 gần như cũng không phải, và phương pháp sử dụng thì cũng cũng không phải. Vậy thì đáp án của nó đây là đáp án số 3, Une Pamper. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần câu số 9. Câu số 9 này thì nội dung thường của nó hay nói về một cái đại hội này. Ở đó thì thường hay nói về những cái thông tin như là là vé vào cửa này. Thế thì chúng ta sẽ xem là gì ạ? Ở đây là gì ạ? À, một cái gọi là một cái cuộc cắm hoa. Đại hội cắm hoa lần thứ 10 đúng không ạ? Và đây thì sẽ có là gì ạ? Có những thông tin như là gì ạ? Tàn chê yukum. Tàn chê yukum là gì ạ? Là cái vé đoàn thể thì chỉ áp dụng cho gì ạ? Cho phiên thường chỉ áp dụng cho cái ngày thường nữa, phiên in. Thứ hai là gì ạ? Thức phiên quân là gì ạ? Cái vé đặc biệt đúng không? Đấy, thức phiên quân thì có thể gì ạ? Si hàng hàng xa chàng Rì đúng không? Và có thể áp dụng cho những cái miễn phí đúng không? Miễn phí cho những cái trò chơi gì ạ? Mô điêu áp dụng là khi mà mua vé đặc biệt thì chúng ta có thể làm gì ạ? Có thể sử dụng miễn phí các thiết bị trò chơi trong lễ hội đúng không ạ? À, tè chung cứu thông đúng không ạ? Tè chung cứu thông là gì ạ? Cái phương tiện giao thông nữa. À, nếu mà cái sử dụng các cái phương tiện giao thông thì sẽ được gì ạ? Cái vé vào cửa này thì sẽ được hoan in là giảm 1.000 won trong trường hợp các bạn là sử dụng các cái phương tiện giao thông. Ok, thế thì mình sẽ xem các cái câu hỏi của nó đây là gì ạ? Chumane tanche hoanin và tsun suita. Câu số 2 thì ạ? Cái sự kiện này thì ạ? Ipone chom. À, nghe đến đây thì đã thấy là gì ạ? Đã thấy là không đúng rồi đúng không ạ? Đây là đại hội lần thứ 10 đúng không ạ? Mà đây lại là gì ạ? Ipone chom thì chắc chắn là câu số 2 này có thể sẽ gì ạ? Loại trừ được rồi. Câu số 1 là gì ạ? Có thể nhận vé giảm giá toàn thể vào cuối tuần. Và câu số 3 là gì ạ? À, nếu như mà gì ạ? Nếu như mà mua cái vé đặc biệt ạ, thì có thể sẽ gì ạ? Được giảm giá phí sử dụng các cái trò chơi. Ở đây thì người ta nói là sẽ được miễn phí chứ không phải là giảm giá đúng không ạ? Và cuối cùng là gì ạ? Chia cho nương thả cô khả miên ít trang cuốn xa kê san su ít tả. À, nếu mà đi cái tàu điện ngầm thì sẽ gì ạ? Nếu mà đi tàu điện ngầm thì sẽ có khả năng là được giảm giá đúng không? Thì ở trên đây đã có một cái câu là ở trên đây đã có cái câu là gì ạ? Tè chung kêu thông ạ, là các cái phương tiện đại chúng đấy thì sẽ được gì ạ?
giảm giá 1.000 won. Như vậy đáp án đây chính là đáp án số 4. Ok, chúng ta sẽ đến với câu số 10, là một cái dạng biểu đồ đó. Câu số 10 này là một cái dạng biểu đồ. Và cái chủ đề của nó là gì ạ? 이번 동물은 어디에서 구하셨습니까? À, cái động vật này thì nó các cái động vật gì ạ? Động vật thú nuôi đấy ạ, thì nó sẽ được gì ạ? Nó thường được tìm thấy ở đâu đó? Và đây thì có những cái phần như vậy ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc cái phần câu câu hỏi dưới, câu trả lời dưới trước đã. Câu 1 là gì ạ? Chú ý nó nên thống rừng 거래와 기운은 사람이 가장 적다. À, động vật là không có chủ. Vâng, và người nuôi là gì ạ? Cá trang chọc tà là ít nhất đúng không? Cá trang chọc tà. Câu số 2 là gì ạ? Internet에서 산 사람이 가게에서 산 사람보다 더 많다. Thì gì ạ? Người mua ở trên Internet thì nhiều hơn là người mua ở cửa hàng. Người mua ở Internet ở đây là gì ạ? 16,8%. Và người mua cửa hàng là gì ạ? 36,7%. Như vậy là người mua ở Internet thì ít hơn so với người mua ở cửa hàng. Như vậy thì cái câu hỏi này là có thể gì ạ? Loại trừ đi rồi ạ. Câu số 3. 가게에서 산 사람보다 아는 사람한테서 받은 사람이 더 적다. So với cái người mua ở cửa hàng thì cái người mà nhận thì những người quen biết ạ. Saram, anun saram thì điện thì ít hơn. Và câu số 4 là gì ạ? Là anun saram hanteso thomun rum teriko un saramun toàn thể bạn đi nướng ta động vật mà gì ạ? Cái người quen thì chiếm đến gì ạ? Pani là một nửa đúng không? Chiếm đến một nửa. Động vật người quen thì mới chỉ là gì ạ? Anusaram thì mới chỉ ở đây là có là 39,3%. Như vậy là cũng cũng chưa đến một nửa. Như vậy thì ở đây có thể thấy là gì ạ? Chính là cái phần gì ạ? Động vật mà perishing này, là bỏ rơi, bỏ quên này, và là vô chủ thì là cá tràng chọc tả là ít nhất. Như vậy ở đây là câu đáp án của nó sẽ là câu số 1. Ok, chúng ta sẽ đến với cái câu số 11. Ở câu số 11 này thường là một đoạn văn, và sau khi đọc cái đoạn văn đó thì chúng ta sẽ trả lời một cái phần ý ở trong đó. Thì chúng ta sẽ đến với các cái câu hỏi. Đầu tiên là phần này mình cũng sẽ đọc cái phần câu hỏi câu trả lời trước. Sau đó thì mình sẽ đọc dò lên trên các đoạn văn và tìm ra được cái câu trả lời phù hợp gì ạ. 이곳에서 Vietnam 영화 poster poster은 sản xuất ta ở đây đúng không? Ở cái nơi này thì có thể gì ạ? Mua được các cái poster phim của ngày xưa đúng không?
tiếp câu số 2 là gì ạ? Ớn ma tròn chú nhóc ê muốn hoa không can xero mán tưng co sất tà là thì ở đó thì đã gì ạ? Làm mới được cái không gian từ ngày xưa ấy, đã làm mới được cái không gian văn hóa công can ấy, không gian làm mới được cái không gian văn hóa từ ngày xưa. Câu số 3 là gì ạ? Chu York ơn đẹp trang rượu ca ở khi thêm nè in khi ca mán ta vì vì gì ạ? Không có vé đúng không? À, không không mất vé ít trang rượu ca đúng không? Thì nên là đã thu hút được rất là nhiều cái sự mến mộ đúng không? Người hâm mộ đúng không? Và ở câu số 4 là gì ạ? Câu số 4 là Chu Ok Chang ở cái rạp hát ký ức này thì đã Chế Cưng thì gần đây thì ạ Nano Dương Hoa các cái bộ phim gần đây thì có thể xem được các bộ phim ở gần đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc cái phần ở phía trên xem nội dung của nó là gì ạ. Gần đây thì sao? Ở gần Chế Cưng gần đây thì cái thập niên gì ạ? 70 80 các câu này đi ạ. Đã xuất hiện những cái không gian văn hóa trải nghiệm cái thời kỳ thập niên 70 và 80 đúng không? Ở cái Seoul đúng không? Thì đó là cái gì ạ? Rạp hát gì ạ? Chu Yo Ke Chang đó là cái rạp hát ký ức ở thủ đô Seoul. Thì địa tiếp theo là gì đấy ạ? Bất kỳ các cái gì ạ? Các cái gọi là già trẻ cái trai đúng không ạ? Rồi đấy ạ. Nam nữ nô sô đúng không? Nô sô thì nếu muốn vào thì vé vào cửa thì chỉ có 2.000 đô thôi ạ. 2.000 won. Vừa có thể gì ạ? Vừa có thể gì ạ? Các cái món ăn nhẹ. Vừa xem phim thì vừa vừa có thể các món ăn nhẹ như gì ạ? Cà phê này, trà này và bánh kẹo. Và gì ạ? Cứ trà nghe puê ở bên trong cái nhà hát đó thì được trưng bày những cái gì ạ? Được trưng bày những cái như là poster về về phim này. Đấy và các cái bảng các cái vé gì ạ? Vé xem phim nữa. Thế thì câu trả lời đây là gì ạ? Chính là câu số 2 đúng không ạ? Chính là câu số 2 là gì ạ? Cái không gian văn hóa từ ngày xưa thì đã được làm mới lại đúng không ạ? Chứ không phải là câu 1 đúng không ạ? Câu 1 là gì ạ? Ở cái địa điểm này thì lại có thể mua được các cái poster phim từ ngày xưa. Ở đây chỉ nói là gì ạ? Có trưng bày thôi, chứ không nói là đến cái việc là có thể mua được. Câu số 3 là gì ạ? Vé vào cửa thì miễn phí. Nhưng thực chất ở đây thì vé vào cửa của nó là 2.000 won. Đây, vé vào cửa đây là 2.000 won. Và ở câu số 4 thì là gì ạ? Thì những cái bộ phim gần đây đúng không? Có thể xem được những cái bộ phim mà gần đây nhé. Nhưng thực chất là các bộ phim cũ và các bộ phim từ cái thập niên 70 và 80 thì được tái hiện lại thôi. Như vậy đáp án đây là đáp án số 2. Ok, chúng ta sẽ đến với câu số 12. Câu số 12 này là gì đấy ạ? Đây là Kamien ở đây Kamien câu nào Kamien
cái viên là cái mặt nạ đấy bọn. Ok, cả miên rừng sứ miên nếu mà dùng cái mặt nạ thì ạ. Ở xương kiếc là cá tính thì phá cua xui tà đúng không? À, nếu mà dùng cái mặt nạ, đeo cái mặt nạ này thì cái cá tính hoặc là cái tính cách của mình thì có thể thay đổi được. Ở câu số 2 là gì ạ? Khá miên rừng sứ miên, nếu mà dùng cái mặt nạ này thì gì ạ? Thì khá miên rừng sứ miên, vâng, hiên xin. Hiên xin là gì ạ? Hiên xin chính là cái hiện thực đấy ạ. Thì cái hiện thực đấy ạ. Thì có thể được được nhìn rõ hơn nữa. Ở câu số 3, khá miên rồ, thông qua cái mặt nạ này thì gì ạ? Won ha tơn, múa sức là cái hình dáng mình mong muốn đúng không? À, có thể biểu hiện được cái hình dáng mình mong muốn. Và gì ạ? Himun, himun charang haki vì heso horangi là con hổ đúng không? À, nếu mà gì ạ? Nếu mà sử dụng cái mặt nạ cái con hổ này thì có thể gì ạ? Thì có thể là thể hiện được cái sức mạnh của mình đúng không? Ok, thì mình sẽ đến cái phần đọc của nó nhé, xem là nó đang nói về cái gì. Saram từ khá cơm xích, mọi người thì thỉnh thoảng gì ạ? À, chi cơm qua nên thả rừng nê ca từ cô xếp bưng hàn ta. À, một số người thì là sao ạ? À, thỉnh thoảng ạ thì lại mong muốn có thể trở thành cái người khác luôn ạ. Iron, chính vì thế thì ạ má mươn khá miền thông hề so, thông hề so là tha nan su ít nương tề khá miền lương xứ miền chám si thông an ý chí bàn hiến sinh qua thả rừng ná rừng thiêu hiên hán sư ta. À, vì vậy thì sao? Thông qua cái mặt nạ đấy ạ thì có thể là biểu hiện mình à, thành một cái người khác luôn. Tiếp theo thì ạ, à, hê-rưn là gì ạ? Hê-rưn là ví dụ luôn, à, ví dụ như là à, sao nào? Yerun tura himun yakhan saram, à, cái người yếu đó thì horangi kamien suke te mien horangi charom himi seta ko senkata. À, ví dụ là những cái người yếu đó, yakhan saram đó, thì nếu mà sử dụng cái mặt nạ hổ đó, horangi kamien thì nghĩ rằng là mình sẽ gì ạ? Sẽ trở nên mạnh mẽ như con hổ luôn. À, kureso, kureso, choman him sen saran chorom hang thông hạ kê tuyệt khổ irun thông hè sư sư rô mán chốc hạ kê tuyên tả. À, vì vậy thì thông qua cái hành động này thì có thể gì ạ? Tự mình thỏa mãn đi ạ, thỏa mãn Susuro, thỏa mãn cái nguyện vọng giống như là mình là một cái người khỏe mạnh đúng không? Như vậy thì trong ba bốn cái đáp án này thì chúng ta có thể thấy là gì ạ? Cái đáp án số 3 là gì ạ? Về cái uôn ha tơn mỏ sức ạ thì sẽ gì ạ? Là đáp án đúng. Bởi vì ở đáp án số 1 là gì ạ? Khi mà đeo cái mặt nạ này vào thì cái cá tính thay đổi. Thực chất ở đây thì cái cá tính nó cũng không thay đổi, mà là khi đeo mặt nạ vào thì những cái người yếu
Nghĩ rằng là gì ạ, khi mình đeo cái mặt nạ hổ vào thì mình có thể mạnh mẽ lên như con hổ, thì đấy chính là cái Unhata, chính là cái mong ước. Như vậy đáp án đây chính là về cái câu số 3. Tiếp theo thì đến câu số 15 và câu 13, câu 15 thì là các cái phần gì ạ? Kanatara đúng không ạ? Là các phần sắp xếp câu. Câu này thì thường là cái câu mà cũng cũng rất dễ là lấy điểm đúng không? Rất dễ lấy điểm là vì sao? Là bởi vì là thường thì nó sẽ có hai cái cặp đúng không ạ? Như ở đây mình sẽ thấy là mình sẽ trong cái phần này thì mình sẽ thấy là gì ạ? Thường đáp án của nó sẽ là ví dụ là nó sẽ có một phần là phần ta đi kèm với phần ta. Ở đây thì là một phần ra và đây thì phần ra. Như vậy là chúng ta sẽ phải đọc trước hai cái phần ta và phần ra này để xem là cái phần ta nó có thể là câu đứng đầu hay là phần ra là câu đứng đầu. Nếu như mà phần ta là câu đứng đầu thì rõ ràng là chúng ta đã có thể có lựa chọn là câu số 1 và câu số 2 đúng không ạ? Và ngay lập tức loại trừ được câu số 3 và câu số 4. Và ngược lại đúng không ạ? Nếu như phần ra là câu được dẫn đầu thì chúng ta cũng sẽ có thể loại bỏ ngay câu số 1 và câu số 2. Sau đó thì chúng ta sẽ đọc tiếp các cái phần phía sau này đúng không ạ? Như là tiếp sau phần ra thì câu ca hay là câu na là câu tiếp theo. Như vậy là sẽ loại trừ được tiếp. Như vậy là chúng ta sẽ có hai bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải phán định xem là cái câu dẫn đầu là câu nào. Và sau khi đã xác định được câu dẫn đầu là câu nào rồi thì sự lựa chọn nó chỉ là 50-50 và chúng ta sẽ tiếp tục thêm một bước nữa là tìm câu tiếp theo. Và sau đó thì sẽ tìm ra được cái đáp án đúng. Ở trong cái phần này thì có một vài cái gợi ý, chẳng hạn như là cái phần bắt đầu đấy ạ. Mình có thể để ý cái phần bắt đầu đấy ạ, Tohan đúng không ạ? Tohan là thêm nữa đúng không ạ? Như vậy là nó không thể là cái câu bắt đầu được. Nó phải là cái gì phía trước đó, sau đó thì mới là Tohan thêm nữa đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Ở cái cư chung nữa. Cư chung là trong những cái đó chẳng hạn đấy thì nó là những cái nào phải được nhắc đến từ trước đúng không ạ? Thế thì thường cái câu mở đầu của nó là một cái câu về định nghĩa hoặc là một cái câu nêu ra một cái khái niệm. Và sau đó những câu tiếp theo thì mới ra gì ạ? Bổ sung cho những cái câu trước đó. Và sau đó thì là gì ạ? Những cái câu tiếp theo đó thì là gì ạ? Có thể là những câu kết luận hoặc là những câu như là thêm vào đó và chính vì vậy. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ dịch trước xem là gì ạ? Câu đầu tiên có ca đấy ạ. Tohan Sero Kakeki Sanso Chechak Piyong Tô Chake Thunda. Hơn nữa thì làm sao ạ? Cái Chero là chính là cái nguyên liệu đó. Chero Kakep là cái giá nguyên liệu đúng không ạ? Sa Sa so là rẻ đúng không ạ? Là rất là rẻ nên là Chechak là gì ạ? Là cái chế tác đấy, chính là từ Hán Hàn đấy, chế tác là chế tác, phí yong tô là cái phí chế tạo đúng không? Thì nó cũng cũng là gì ạ, chạc kê, chọc kê là ít đúng không? Là thấp đúng không? Như vậy thì chắc chắn là những câu như thế này là không thể dẫn đầu được, không thể là câu đầu tiên được. Đó. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp câu số na, dạ, cứ chung ha. Hanaka Untong Sunsu Tương qua Uniform là cái đồng phục mang tên Kasita. Chúng ta có thể làm cái một trong số đó là có gì ạ? Có thể làm cái đồng phục cho các cái cầu thủ đúng không ạ? Untong Sunsu ạ, cầu thủ đá bóng ạ. Câu số 3 là gì ạ? Là gì ạ? Plastic sư là plastic ạ. Piêng là cái chai chai như bên là cái chai nhựa đúng không?
chế hoan dung là cái hoạt động gì ạ? Tái sử dụng đấy, chế hoan dung là sử dụng hoạt hoạt dụng, chế là mới, tái sử dụng rồi. Phạm pháp ở nương, yoru kashi ka ita. À, như vậy là câu ta này cũng có thể là câu 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 mở đầu đúng không ạ? Bởi vì nó đưa ra một cái định nghĩa đúng không ạ? Là có rất nhiều cái gì ạ? Cái phương pháp đúng không ạ? Đưa ra khái niệm đầu tiên là gì ạ? Có rất nhiều cái phương pháp để mà tái chế cái bình nhựa đúng không ạ? Đó. Và tiếp theo là câu ra là gì ạ? Plastic plastic piang so kero heke un thông phốc vật liệu nữa bản thân miên khá phiếc cô si vân hà ta. À, nếu mà dùng cái vật liệu này làm cái đồng phục luôn un thông phốc cũng giống như ở trên này là gì uniform nữa nó cũng giống nhau thì sẽ làm sao khá kiếp ta là nhẹ đúng không và siêu ta là thoải mái. Như vậy là câu ra này không thể nào là câu mở đầu được mà câu mở đầu của chúng ta phải là câu câu ta. Có rất nhiều cái phương pháp để mà tái sử dụng cái chai nước đúng không và sau đó thì trong các phương pháp đó là gì ạ? Cư chung đúng không ạ? Thì chính là đến câu na đúng không ạ? Trong đó thì sao? Thì làm đồng phục của các tuyển thủ thì là có thể làm cái đồng phục của các tuyển thủ đúng không? Và sau đến câu ra thì sẽ là bổ sung thêm về cái đồng phục ạ. Nếu mà làm đồng phục các cầu thủ bằng cái chai nhựa đấy thì nó sẽ rất là mát và nhẹ. Và câu cuối cùng là gì ạ? À, thêm vào đó thì cái giá nguyên liệu chế ra đấy thì nó sẽ rất là rẻ. Như vậy thì chúng ta thấy là câu này đáp án của nó là câu số 1. Là câu số 1. Tiếp theo là đến câu số 14. Ở câu số 14 này thì ta có thể nhìn thấy là gì ạ? Có hai phần lựa chọn cho câu đầu tiên đó là câu na. Câu số 1 và câu số 2 lựa chọn na. Và câu số 3 và câu số 4 là ra. Chúng ta có thể đọc câu na đầu tiên luôn ạ. Nam cha ga simpan run chuyu rako hechiman Kicha ka om ki om chik ki ichi si chak hết ta. À, cái người đàn ông thì định định chú ý đấy, chú ý nhặt cái đôi giày hay đôi dép xin bàn. Nhưng mà thì cái xe lửa đấy thì nó lại bắt đầu chuyển động rồi, à, bắt đầu đi rồi. À, như vậy câu na này khả năng cao là không được đúng không? Thế chúng ta sẽ xem câu ra. À, nam cha ka ki cha e tha rêu nưng sun kan sim phan han cho ki pớt cơ cho are tru trot trot cơ tả đúng không? À, cái gì ạ? Cái người đàn ông thì sao? Khi mà cái lúc mà là lên trên 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 tàu ấy, thì đã làm rơi mất một cái đôi giày đó, một chiếc giày xuống nước. À, như vậy thì câu này có khả năng là nghe nó rất là hợp lý đó. Nó đưa ra một cái mở đầu câu chuyện là gì ạ? Có một cái người đàn ông và bị làm rơi cái giày, một cái giày lúc mà cái xe lửa nó bắt đầu đó. Ok, như vậy mình nghĩ là câu này thì sẽ là đáp án ra, sẽ là câu đầu tiên. Như vậy chúng ta sẽ chỉ tập trung vào câu số 3 và câu số 4. Câu số 3, câu số 4. Ở câu số 3 là gì ạ? Sau đó là K đúng không ạ? Câu K này là gì ạ? Cứ cứ là cho
그렇자 남자는 다른 척 심판도 베슨 그 예쁜 들어두겠다. 아, ngay lập tức thì sao? Người đàn ông cũng 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 cởi cái giày đó và địa và làm rơi xuống ở cái phần bên cạnh nữa, cái phần bên cạnh cứ Apuro là cái bên cạnh cái trước đó nữa. Như vậy là cái câu này cũng cũng chưa cảm thấy nó rõ nghĩa lắm. Thì ta sẽ đọc câu số 4 là câu na. À, nam자가 심판은 주유롭고 했지만 기차가 움직 아 시작 했다. 아, như vậy là địa người đàn ông thì định 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 nhặt cái giày, nhưng mà lúc đó thì cái xe lửa nó đã bắt đầu chạy rồi. À, câu ta là gì ạ? Câu tiếp theo là simpane chaki mà aya nukun nukun ka sinun su itako sa ka heki temune kide kide muni ota. À, bởi vì là gì ạ? Nghĩ rằng là cái đôi giày này nó phải 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 phù hợp thì mới có thể đi được đúng không ạ? Có nghĩa là đại ý của cái câu chuyện này là gì ạ? Là một người đàn ông khi mà đi lên tàu thì bị làm rơi một cái đôi giày xuống dưới nước, thì khi mà người đàn ông đó định nhặt nó thì cái tàu đó nó lại đã di chuyển. Và người đàn ông nghĩ rằng là thì ạ, nếu mà chỉ có một cái đôi một chiếc giày thôi thì nó cũng sẽ, thứ nhất là mình cũng không đi được, mà cái đôi giày à, cái giày bị rơi kia nó cũng không có ý nghĩa. Chính vì thế ông ấy đã vứt nút cái giày đã còn lại về phía cái giày vừa bị rơi. À, như vậy là ông ấy nghĩ rằng là nếu như mà ai đó nhặt được thì họ sẽ nhặt được cả một đôi và có thể sử dụng được. Vậy thì đáp án ở đây chính là cái câu số 4. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến đến với câu số 15. Ở đây thì sẽ là gì ạ? Có một cái, hai cái, đầu tiên là gì ạ? Bắt đầu là ka hoặc là ra. Vậy thì chúng ta sẽ cũng đọc trước câu ka này xem như thế nào nữa. À, Hima taxi, à, taxi hy vọng. Chi won sayokun pursuun unhe e bihe hiện chín cho cưng hiện san y tương tả. À, cái taxi hy vọng này thì làm sao? Có cái pihe chớn xin ưn hàng ngân sách nữa, nghe kiểu ngân hàng nữa. À, có một cái ngân sách hoạt động luôn thì ạ, thì ít hơn đúng không ạ, so với cái pơ sư đúng không ạ. À, như vậy là vận hành cái loại taxi taxi hy vọng, à, hy mang taxi thì cái chi phí vận hành thì nó sẽ ít hơn. Thế là đọc câu ra pơ sư ca tha ni chi a nưng si côn mà mư chú min thư vi hàn hi mang taxi tin trang hết tả là địa ở cái nông thôn. À, nghĩa là bây giờ là gì ạ, tin trang hết tả là xuất hiện. À, như vậy là xuất hiện cái loại taxi hy vọng này ở cái khu vực mà nông thôn nữa, Sikon nữa, mà không có cái dịch vụ xoay bít. À, như vậy là câu ra này hoàn toàn có khả năng là đáp án đúng. Như vậy thì ta sẽ loại trừ câu số 1 và câu số 2 đi. Như vậy nó còn là ra và tiếp theo là câu na đúng không?
그러므로 다시 유금은 지원하더라도 정부는 예산은 아낀 수 있다. Như vậy gì ạ? Là chính phủ, nếu vậy thì chính phủ khi mà hỗ trợ cái chi phí cho cái thằng taxi này thì cũng có thể tiết kiệm được Akin Suita, à, có thể tiết kiệm được ngân sách. Ta học tiếp câu ta. Y taxi yong yu kumun chu ca du cơm trong phôi so phu tham an ta à, cái phí sử dụng taxi taxi phi dùng du cơm nữa là 1.100 won, và địa và cái địa chính phủ thì sợ và chính phủ thì chu ca là thêm ạ, chu ca là thêm thì là cái phí thêm à. Chính phủ thì phải full time là gánh nặng, chịu thêm cái gánh nặng về cái phí nhỉ? Bổ sung chu ca. Như vậy đáp án đây là gì ạ? Sau khi đã xem qua một lượt thì chúng ta có thể thấy là gì ạ? Đáp án đây là đáp án số 4. Đầu tiên thì nói về cái taxi Hima nữa, Hima taxi nữa, xuất hiện cái taxi này. Và đến cái câu ta này là y taxi được là bổ trợ ngay cho câu phần phía trên là cái taxi này thì nó làm sao đúng không ạ? Và đến câu ca thì sao là gì ạ? Cái taxi này thì so với cái việc vận hành xoay bít thì sao đó? Nó rẻ hơn đúng không? Và cuối cùng thì là gì ạ? Và vì cái taxi này thì nó cũng giúp cho cái chính phủ ạ? À, có thể tiết kiệm được ngân sách. À, như vậy là nội dung của câu này là gì ạ? Là ở cái vùng nông thôn ấy mà không có cái xe buýt thì lại bắt đầu xuất hiện một cái loại taxi gọi là taxi hy vọng. Thì cái taxi này thì cái phí sử dụng nó là 1.001 won đúng không? Và chính phủ thì ạ? Thì mang thêm một cái và cái chi phí đúng không? Và tiếp theo là nếu mà sử dụng cái taxi này thì chính phủ thì cũng có thể điện, à, tiết kiệm được cái chi phí về ngân sách đúng không? Và so với cái việc vận hành xoay bít thì cái taxi này có cái chi phí nó rẻ hơn. Ok, chúng ta sẽ đến với câu số 16. Đến câu số 18 là cái câu mà gì ạ? Điền điền cái thêm cái nội dung vào cái phần này thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ đọc trước các cái đáp án nữa. Đầu tiên gì ạ? Huê sa e so sướng in hết sân tê, à, sướng in là gì ạ? Là cái lúc thăng tiến ạ, à, khi mà cái khi mà thăng tiến ở công ty này. Tiếp theo gì ạ? Huế sai so phù tha chip p t, à, so với cái địa khi ở công ty đúng không? Thì lúc ở nhà ra làm sao đúng không? Bốc chúc hàn họp mù ca các cái công việc phức tạp. Chúa chất t là lúc mà các cái công việc phức tạp được đưa ra. Và địa in can quan kê là cái quan hệ với con người đúng không? À, cái lúc mà cảm thấy gì ạ? Khó khăn trong cái quan hệ với các đồng nghiệp hoặc quan hệ công với con người đúng không ạ? À, bài này thì cái chủ đề là về gì ạ? Stress đúng không? Là chủ đề về stress. Cái chủ đề về stress này thì có thể gặp ở trong cái quyển Gemini quyển 3 hay quyển 4 gì đó, và tương tự cũng ở trong quyển tiếng Anh tổng hợp cũng thế, cũng trong quyển 3 hoặc quyển 4 là cũng học về cái
một bài về stress nữa. À, 사람들은 다양한 상황에서 스트레스를 받는다. Đúng không? À, mọi người ấy, thì làm sao ta đang là đa dạng đúng không? Thì gặp các cái trường hợp bị stress rất là đa dạng đúng không? Trước khi đúng không? Là đặc biệt là gì ạ? Họp một ca mà cu là khi mà có quá nhiều công việc hoặc là gì ạ? Phúc chúc hàn yến can quan kỳ đúng không? À, các cái mối quan hệ phức tạp ở công ty đúng không? Thì cũng có thể nhận được à, bị stress nữa. Current là chính thế được. Ở current te khi hôn chi chàng nhớ sang y kiểu ngu luôn. Các cái trường hợp các cái gì nữ nhân viên này đã kết hôn khi hôn thì sao đấy ạ? Thì cái việc nhận tiếp theo là gì ạ? Việc bị stress thì ít hơn luôn. Như vậy là nó đang so sánh đây ở đây là gì ạ? Giữa cái nhân viên chích sang gì xong thì có khả năng là đang so sánh với ở nhà đúng không ạ? Tiếp theo là gì ạ? Cứ iu cái lý do là gì ạ? Nhớ sang ý nước kín nên khá sao yuka thế hàn phu tham mi giờ chân thì khưng kỳ thế môn đi ta. À, lý do là vì là phụ nữ thì dạng chịu nhiều cái gánh nặng về việc gì ạ? Chăm sóc gì ạ? À, chăm sóc gia đình và con cái kasawa giúp à, như vậy thì đang đang so sánh là gì ạ? Chăm sóc gia đình thì ở trong câu này là gì ạ? Có một câu đấy chính là câu số 2 là so sánh cái việc ở công ty đó, so với việc ở nhà. Như vậy là gì ạ? Các cái nhân viên văn phòng thì lại gì ạ? Ở công ty thì có thể gặp các cái stress do là bị nhiều việc hoặc là trong các mối quan hệ đối với đồng nghiệp đó. Tuy nhiên thì với những cái người phụ nữ mà đã có gia đình ấy, thì họ lại cảm thấy là gì ạ? So với ở công ty thì ở nhà thì lại bị stress hơn nữa. Bởi vì ở nhà thì lại phải làm gì ạ? Về chăm sóc gia đình hay là các cái việc nội trợ đúng không? Vậy đáp án của câu này là câu số 2. Chúng ta sẽ đến với câu số 17. À, ngay chủ đề nói thì ạ, chu sóc đây là chủ đề về Trung thu. Đầu tiên thì ta sẽ đọc bốn cái phần câu trả lời dưới ạ. Hoan hà kê ột nưng 사람의 눈 모양과 비슷하다. À, như vậy là gì ạ? Hoan haki là dạng người đúng không? Như vậy là ở đây là giống cái môi gan qua pisipata. À, giống cái hình dạng mắt của một cái người cười rất là dạng người đúng không? Tiếp theo là gì ạ? Phô-rum tha chorom. À, là cái trăng rằm đấy ạ. Ở trong quyển 3, quyển 4 trong cái phần là chu sóc về Trung thu đấy thì cũng có nói về những cái như là trăng rằm này, trăng khuyết này hoặc là các loại bánh như là bánh sông phiên các thứ đó, hoặc bánh tớp đó. Thì nếu mọi người học chắc cái phần này thì chắc là đến câu này cũng cũng có thể thêm được nhiều từ mới. Câu số 2 thì là ạ, không có cái ánh sáng piston ấy, ánh sáng giống như cái trăng rằm. Câu số 3 thì ore chi na chi ana kuku hoan han porum tani tuyên ta gì ạ?
à, lâu lâu sau nữa, một lúc lâu sau thì không lâu sau thì nó lại trở thành cái trăng rằm lớn và rất là sáng luôn. Ở câu số 4 là gì ạ? A Otun miên qua phạt tư miên qua mô tương phú ham ha cô ta. A Otun là cái phần tối đúng không? Cái mặt tối à? Và mặt sáng à? Như vậy là tất cả là bao gồm cả cái mặt tối và mặt sáng. Ok, chúng ta sẽ xem cái phần đọc này là gì. Chưa sóc hề nưng, chưa sóc hề nưng hoan hạ cô tương cưng phô rung than y tương tả. Thông cưng, thông cưng tè, cưng tè chưa sóc tê mộc nương sống phe ngưng à, phô rung than ni anin anin phan thân mô giang y ta à, và cái bánh sông phiên ấy. Cái bánh sông phiên ở cái dịp trung thu thì nó lại có gì ạ? Có cái hình bán nguyệt chứ không phải là cái hình hình tròn đúng không? Tiếp theo thì Irun Irun Pantani hiến chế bồ tà thờ Narun Amire Irun Imi Imi Haki Temune là ý nghĩa là gì đó? Cái điều này thì có ý nghĩa là gì ạ? Có ý nghĩa là mang cái ý nghĩa về một tương lai đúng không? Hình thì tươi sáng hơn so với hiện tại đúng không? À, Mire và Hiên Xê so sánh giữa tương lai và hiện tại. Tiếp theo thì ạ, chức chức phù Ram Bạc Cô Quấn chân hàn mô giang y Chí mạn Sĩ can y à, Chí nà miền so Châm 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 chắc ca chỉ nên thò phan hề à, như vậy là gì ạ? À, cái trăng 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 rằm đấy ạ, thì nó rất là hoàn hảo. Tuy nhiên mà gì ạ, nếu như mà cái thời gian trôi qua đúng không, Sikani đấy ạ, chỉ nên miên thì ạ, nó sẽ dần dần nhỏ lại đúng không? Cái điều này gì ạ, và trái lại thì sao ạ? Trái lại thì sao? Đấy, chính là cái câu mà mình sẽ phải tìm đáp án đấy ạ. Cái điều này y chorom sống piane phan than mô giang e nưng a phu mô tưng y rưng a phan chân hè na kha ki rưng phô rơ nưng hư mang y thám kê ta à. Giống như vậy thì sao? Cái hình bán nguyệt của cái bánh sông phiên nữa thì chứa đựng cái hy vọng về tương lai sau này thì mọi việc sẽ phát triển tốt đẹp nữa. Như vậy thì ở đây đáp án của chúng ta có thể thấy là đáp án số số 3 đúng không? Là Oren Chi Na Chi đúng không? Càng ngày thì càng phát triển thành một cái hình gì ạ? Trăng rằm đúng không? Như vậy người ta nói rằng là cái bánh sông phiên vào cái ngày trung thu Hàn Quốc đấy thì lại mang cái hình bán nguyệt mà không phải là một cái hình tròn như cái trăng rằm đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là cái trăng rằm này hình tròn, tuy nhiên là theo thời gian thì nó lại thu gọn lại, thu nhỏ lại đúng không? Thành bán nguyệt. Tuy nhiên ngược lại thì cái nếu như là cái hình hình bán nguyệt đúng không? Theo cái thời gian thì cái trăng nó lại thành hình hình tròn đúng không? Và chính vì thế thì cái bánh này nó có mang hình dạng cái hình bán nguyệt đó, là với cái hy vọng là gì ạ? Càng ngày sau này thì mọi thứ nó sẽ trở nên gì ạ? Tròn trịa và phát triển hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 18.
Câu số 18 này nói về gì đấy ạ? Nó nói về im xích à? Đầu tiên chúng ta cũng sẽ đọc những cái phần câu hỏi, câu trả lời dưới đúng không ạ? Haru, Shiksa, Rangun, Lulitun đúng không ạ? Và đấy ạ? Hàng ngày thì cái lượng thức ăn thì nó sẽ ạ? Tăng lên đúng không ạ? Ở phần số 2 thì ạ? Shiksa ngun, Arun, Thapke, Kuminun. Nó thì ạ, nó trang trí cho cái bàn ăn này thì ạ, cho nên đẹp hơn. Câu số 3 thì ạ, Napun Siksa Sukhanrun Kochinun là gì ạ, thay đổi đúng không? Kochita là sửa chữa đấy. Ở đây có rất nhiều từ sửa chữa như từ Suri này, Suri Kochita. Suri thì thường thường dùng cho cái phần máy móc như hơn, ví dụ đang sửa chữa máy móc hay sửa chữa một cái gì đó nhỏ. Cô chị ta ở đây cũng là một dạng sửa chữa cái thói quen xấu, nạp phân xích xa tập quan, cái thói quen ăn uống xấu. Và cái câu số 4 là gì đấy ạ? Parun xích xa dễ chân đun là để học cái thói quen ăn uống đúng cách, học học lễ nghi luôn, dễ chân luôn là lễ nghi đấy ạ. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái nội dung của cái câu này là gì nhá. Ichi umsik kun pali mok koso soha ka chan an tuen nun monchirun sipke ha he kiêng ha su ike tuyota là gì ạ? Chúng ta thì bây giờ đúng không? Bây giờ đấy, thì có thể gặp các cái vấn đề về 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 đường tiêu hóa do cái việc có thể gì ạ? Có thể giải quyết luôn cái đến việc việc gặp vấn đề khi mà ăn nhanh ấy. Khi mà ăn nhanh thì nó sẽ gặp vấn đề về đường tiêu hóa, thì bây giờ người ta đã tìm ra thì hay kiên ấy, hoặc là tìm ra một cái giải pháp với nhà miền, bởi vì ạ xích xa sốc tô rừng cho chô chơn hề chú nưng phô cư ca kê pan là địa phát triển đấy, kê pan tuyết kỳ tê mù nê là vì người ta sao đã phát triển ra một cái loại dĩa thì có thể gì ạ, có thể điều chỉnh được cái tốc độ ăn đấy. Y phô cư nưng in phun tan y ban Sutro ka Hesutro một nân Sốc tô rừng Chứ chẳng hàn tà. Cái dĩa này thì sao? Nó sẽ đo được cái tốc độ ăn, cái tốc độ ăn trong 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 1 phút đấy ạ. Bằng bằng một cách đếm cái số lần nữa. Bằng cách đếm cái số lần là chúng ta đưa thức ăn vào miệng đúng không ạ? Kresso, xích xa, sốc tô ka Parumien Pokueso Kienko Kienko Kumui Nanta. Nếu mà nếu mà chúng ta ăn ăn nhanh quá đấy thì nó sẽ phát ra một cái địa một cái âm thanh Afuro Afuroi Pokunun. Cái sau này thì cái diễn này làm sao được Thôm là gì ạ? Giúp đỡ gì ạ? Giúp đỡ một cái gì đó đúng không ạ? Như vậy thì trong các cái câu này chúng ta sẽ có thể dễ dàng chọn là câu số 3 đúng không ạ? Giúp đỡ gì ạ? Giúp đỡ việc chỉnh sửa cái thói quen xấu. Như vậy đại ý của cái bài này là gì ạ? Là chúng ta nếu mà ăn nhanh ấy, thì thường sẽ bị bệnh tiêu hóa. Như vậy người ta đã phát minh ra một cái dĩa có thể điều chỉnh được cái tốc độ ăn đúng không? Thông qua cái việc là nó đếm cái số lần ăn của chúng ta trong vòng 1 phút, và nếu như chúng ta ăn nhanh quá thì nó sẽ phát ra một cái tiếng kêu báo hiệu đó. Đấy, và chúng ta có thể dựa vào đó để mà có thể điều chỉnh lại được cái tốc độ của mình nữa. Đối với người Hàn thì họ ăn rất là nhanh nữa, veo 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 phát thì đã ăn xong rồi. Câu 19 và câu 20.
Ở câu này thì thường ở câu 19 thì chúng ta sẽ điền điền vào cái khoảng khoảng trống một cái từ, thường nó là một cái liên từ. Như vậy là cái liên từ này đặt ở đâu thì chúng ta sẽ phải đọc hết từ trên xuống đó. Nếu mà nó đọc đặt ở gần cuối thì chúng ta sẽ gì ạ? Càng phải đọc nhiều hơn nữa. Nhưng nếu nó đặt ở đầu thì chúng ta sẽ phải đọc ít hơn. Có một số bạn làm tốt thì có thể chỉ cần đọc một vài câu là đã có thể ra được đáp án rồi ạ. Ở đây chúng ta gì ạ? Thố nưng là gì ạ? Là hoặc. Tô han là gì ạ? Là hơn nữa. Cứ đề tô là dù vậy. Và để cứ rơ miên là như vậy nữa, nếu như vậy. Và tiếp theo đến cái câu số 20 đấy ạ. Câu số 20 thì sẽ đưa ra một cái gọi là trùng sim sen cát, là cái nội dung chính của cái đoạn này là gì. Chúng ta sẽ đọc điện khoai rừng nữa, khoai rừng cà chín cà chi một cứ miên cơn gà nghe chỗ ta. Nếu mà ăn 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 điện ăn cái trái cây mà điện có cả vỏ đấy thì sẽ tốt cho sức khỏe. Tiếp theo điện khoai hang là cái hương hương vị, có hương vị muốn tên hóa học à, hóa học à, thì là địa có cái chất hóa học thì làm cho cái hoa quả có cái mùi hương tốt hơn nữa. Câu số 3 địa hóa học muốn trên là các cái vật phẩm hóa học nữa. Nếu mà sử dụng thì sao, cái quay này sẽ sốc kê chi chan ít người ta được à. Nếu mà sử dụng cái chất hóa học này thì các cái hoa quả này nó sẽ dễ chín hơn nữa. Và cái địa trà dơn nữa, trà dơn là tự nhiên nữa, trà dơn sốc xong quá in là cái hoa quả mà chín tự nhiên thì sao, in công sốc sang là gì, in người công là tạo là nhân tạo đấy. Như vậy là so với cái hoa quả nhân tạo thì sao, cái hoa quả mà chín tự nhiên đấy thì nó có vị ngon hơn nữa. Như vậy chúng ta sẽ quay trở lại cái phần đọc này để xem nội dung của nó là gì ạ. Quả rừng phá ly ích hạ kỳ vi hè hoa hắc muốn xin xá dông hạ kỳ tuy kỳ tô hắn ta để cho cái hoa quả mà nó chín nhanh ấy, thì người ta sẽ thường sử dụng cái chất hóa học Corona. Tuy nhiên là sao, hoa mun chin rô khi mà sử dụng cái chất hóa học này thì inki pyoin katun ichiman sok ke kan ichian nun kyung manta. Tuy nhiên thì khi mà dùng 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 cái chất hóa học này thì cái hoa quả ấy, thì nó thường nó chỉ chín ở cái phần bên ngoài, chứ phần bên trong nó lại sau kỳ thì nó lại cũng chưa hoàn toàn chín nữa. Chính vì thế thì sao, cứ sao khi mà sử dụng cái chất hóa học thì in hin khóa in tê kê cha dương chư rô sốc lục khóa in bì hè mặt qua hang nghi drop chính tả. Như vậy là so với cái hoa quả được làm chín bằng thủ công thì cái hoa quả gì ạ, trà dơn nữa, trà dơn chakro tự nhiên nữa là chín thì so với cái hoa quả mà chín tự nhiên ấy, thì hoa quả mà chín bằng bằng chất hóa học thì cái hương vị của nó sẽ giảm đi nữa. Chín đà nữa. Tiếp theo gì ạ, là một cái từ mà mình sẽ phải điền ở đây đúng không ạ? Hoa hấp muốn chin quá in cái chi nê nam kê đó. Còn lại như vậy là cái thành phần hóa học nó có thể sẽ vẫn còn lại cái vỏ luôn. Thế câu câu này nó sẽ phải là gì ạ, khả năng sẽ là câu số 2 là tô hàn luôn, là hơn nữa luôn. Iron khoái rừng chi sốc chakro một cái miền khốn khang nghe muốn chia ca sáng khi kê tuyên tả. Nếu mà ăn cái hoa quả này thường xuyên ấy thì
có khả năng là sẽ gặp vấn đề với sức khỏe đúng không? Như vậy ở câu 19 này thì chúng ta có thể chọn đáp án là đáp án số số 2, toàn thêm nữa đúng không? Vậy ở cái câu số 20 này thì là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn đáp án gì ạ? À, nếu ăn trái cây cả vỏ thì tốt đúng không? Câu số 1 thì chắc chắn không được rồi, bởi vì là các cái chất hóa học nó vẫn còn lưu lại ở trong vỏ đúng không ạ? Câu số 2 là gì ạ? Cái nếu mà có cái chất hóa học thì hương sẽ tốt hơn đúng không? Không phải như vậy đúng không? So với cái chín tự nhiên thì những cái cây mà cái quả được làm chín hóa học thì cái vị hương nó lại giảm đi đúng không? Câu số 3 là gì ạ? À, nếu mà sử dụng chất hóa học thì trái cây chín rất tốt đúng không? Và câu số 4 là gì ạ? Là ở câu số 3 này thì người ta nói là gì ạ? Nó chỉ chín ở phần ngoài thôi, chứ còn cái phần trong ấy, sau kỳ thì nó không chín hết. Như vậy là không thể nói là nó là dùng cái chất hóa học thì làm cho cây chín tốt được. Và câu số 4 là gì ạ? Là cái trái cây tự nhiên ấy, trái hơn tự nhiên ấy, thì có cái hương vị thì ngon hơn so với trái cây nhân tạo. Thì đấy chính là cái câu trả lời của cái câu số 20 này. Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc 20 câu đầu tiên. Và nếu như chúng ta làm đúng hết 20 câu này thì chúng ta đã có được gì ạ? Được là 40 điểm rồi. 40 điểm. Và phần nghe cũng thế, chúng ta cũng sẽ làm được 20 câu. Làm tốt được 20 câu đầu, chúng ta sẽ có 40 điểm. Còn lại 30 câu tiếp theo thì có thể random đúng không ạ? Và trong phần câu viết thì câu 51, 52, 53. Đặc biệt là câu 51 và câu 53 thì cái điểm kiếm có thể dễ hơn một chút, câu 52 thì khó hơn một chút. Tuy nhiên là nếu như chúng ta có thể làm đúng hết được 20 câu đầu, còn lại 30 câu sau phần nghe, phần đọc random mà thêm được thêm khoảng 10 câu đúng nữa là chúng ta đã có thể có được 60 điểm. Và như vậy là có thể đạt được cái mục tiêu cấp 3 được. À, trong cái phần video này thì mình sẽ chỉ cùng các bạn review đến từ câu 1 đến câu 20 của phần đọc thôi. Vì mục tiêu của chúng ta là gì ạ? Là được topic 3. Nghĩa là mình đang nghĩ đến là nếu như chúng ta làm đúng được hết 20 câu ấy, là chúng ta sẽ được gì ạ? Được 40 điểm. 40 điểm phần đọc, 40 điểm phần nghe và phần viết thì thường nếu mà viết tốt chắc là có thể đạt được từ 30 đến 40 điểm nữa. Thì chúng ta còn lại 30 câu của phần đọc và phần nghe. Có thể là đang làm random đúng không ạ? Thì chúng ta có thể kiếm được thêm tầm từ 10, 15 hoặc đến 20 điểm nữa. Như vậy là đến đây thì mình kết thúc cái phần review cái câu 1 đến câu 20 phần đọc của đề số 35. Và trong các phần tiếp theo thì chúng ta sẽ lần lượt làm các cái đề đã được công bố như là đề 36 này, đề 37, đề 41, đề 52.